Mời các con ăn cơm. Dạ con mời bác ăn thịt ạ. Không anh ơi, anh ăn đi. Mẹ em thích ăn xương thôi. Em đã chuẩn bị xương cho mẹ em rồi đây này. Mẹ ăn đi mẹ. Cảm ơn con. Dạ con mời bác ăn ổi ạ. Anh ăn đi, mẹ em chỉ thích ăn hạt thôi. Con mời mẹ. Cảm ơn con. Ăn cơm đi con. Dạ, con mời mẹ ăn thịt. À, con ăn thịt đi, mẹ thích ăn xương nhá. Con ăn đi. Dạ. Ngon không con? Dạ ngon lắm mẹ. Con mời mẹ ăn ổi này. Con ăn đi, đây này mẹ thích ăn hạt lắm nha. Dạ. Còn mấy miếng xương này mẹ. Mẹ ăn nốt đi mẹ. Được rồi, cảm ơn con. Còn cả miếng hạt nữa này mẹ. Mẹ ăn luôn đi mẹ. Để đây tí mẹ ăn. Các con ăn có ngon không? Gia đình nhà mình không còn khổ như ngày xưa nữa, nên là mẹ thay đổi khẩu vị rồi. Mẹ không còn thích ăn xương mà cũng không còn thích ăn hạt nữa đâu. Con ăn đi nhé. Con ăn thử đi để xem món mẹ thích như thế nào nha. Ăn đi con. Hạt nữa này, ăn đi con. Con ạ, sắp tới con cũng làm mẹ rồi đấy. Và con đã hiểu là tại sao mẹ thích ăn xương với thích ăn hạt rồi chứ. Con xin lỗi mẹ, con vô tâm quá. Người mẹ nào cũng thương con hết mình, giống như mẹ mà thôi.